Mày không hớt được đâu con trai. Tôi bi không tình yêu. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tu. Thì khi mình quay trong server VIP thì chắc chắn anh em sẽ hỏi rất là nhiều đúng không? Nhưng mà tại vì mình đã thử chơi mấy cái server thường á, mình muốn chơi với chung với anh em, nhưng mà cái server của cái Kinbit này, à nãy giờ mình quên giới thiệu game, nhưng mà thôi thì cái server của Kinbit này nè, nó không được như cái Blockbit cũ. Thì cái này nó kiểu như mình vô mình ra chiêu nhiều thì rất là lắc. Mình không biết là anh em có bị giống mình nha, chơi giống mình hay không, nhưng mà vô mấy server y vậy kinh nó lên cả 1000 luôn, mình chơi không có được. Cho nên là mình vô server VIP, nhưng mà server VIP vô tấn friendly đó, chứ tiền đâu mua server VIP, nó khổ gần chết đây nè. Thiệt khổ. Khổ gì khổ mà lắm. Khổ. Khổ. Dân cũng đại gia mà chỉ khổ. Thua nam thôi, khổ gì. Ủa, quên không, nha anh em, tổng chào tổng tất chào cả anh em và các bạn, thấy không? Giờ tổng chào luôn rồi, sao không giới thiệu đi? Chào luôn rồi. Giới thiệu đi, tao cắt ra, vậy ngại lắm. Được rồi, không ngại gì, tao tổng chào tất cả anh em và các bạn rồi, mày chào đâu đi rồi, ok rồi anh em. Ủa vậy tao chào gì, hai ba người đúng không anh em? Một người chào không? Là được, rồi, được cầm rồi. Cây chì tao nói thiệt chứ không biết quốc cái kiểu gì, cây chì đó của Kaido à? Ừ. Anh nhìn cây chì là tao biết của Kaido chứ không? Lúc lên đường không? Chứ không phải là cây chì của Avida rồi à, mà nhiều mày khi quái chì Avida không nhá. Chì Avida ừ ha, cái độ nới như thế này ơi. Gì đây? Không của cái kiểu Gaido không? Gaido mới đẹp điện, mà Avida là gì đẹp điện? Điện Avida đó, mày coi như mày bị lừa rồi đó. Tao mua của thằng Kaido, nó bán tao 500.000 đi. Kaido vũ khí nó ém, Kaido nó ém vũ khí đó, nó lừa nó bán cây của Avida. Avida nhớ đất để bị ăn cái bazooka của Luffy không? Đâu quốc thử coi, thôi chết rồi. Thấy chưa, mày nghĩ sao cái mày bị lừa rồi, quánh tao không có trúng kìa, mày thấy chưa? Né liền. Quốc không chết ai hết rồi, đem ơn cái cây này không xong rồi. Cái cây này là mày bị lừa rồi. Rồi giờ thành đây thành nguyên một đất cát rồi. Xong tiêu rồi. Cầm chi cho bự mà đánh không chết đâu, bây giờ lại test thử con quái là biết liền nè. Rồi thì ngày hôm nay á thì nghe nói là anh Tuấn sẽ dắt tụi mình đi lấy rác quỷ. Cái mình bởi vì quỷ sẽ xuất hiện rồi đi lụm thôi chứ sao để giờ nữa. Chết đi để nó che lại thông tin, không thấy được em không thấy đấy, được thông tin của mình. Sáng giờ tao cày cuốc mà mày thấy tao đừng có đợi trong server này là chỉ có bạn em Bimom 1232 à, nên là cũng không cần mở chat. Ôi, nhiều đúng không? Còn buồn lắm luôn đó, hôm nay sao không gặp nữa mày? Ai biết. Buồn lắm luôn, hình như cũng chả biết nữa. Mấy nay tao chơi game tao không gặp, có thể là cài game khác rồi. Mỗi người có một cái sở thích game khác nhau mà. Rồi, ở đây. Bữa thì Tuấn nó cho mình trái quỷ này mà không mà nó cho mình cái trái của Phụng Hoàng Marco này anh em. Đó mà cái lúc mà nó cầm trái quỷ nó đưa cho mình, đầu mình cảm thấy hào quang từ Trendy Gamer nó chá tao nó thiệt. Giống như là Bartolomeo nhìn thấy Luffy vậy, mình không thể mở mắt ra được luôn. Mà tới chừng cuối cùng may mắn cũng lụm được trái quỷ. Nó ghê vậy đó. Được rồi, bữa nay cũng làm một pha nào ở hào quang đi. Trái quỷ đó farm ngon lắm phải không? Đúng rồi. Anh chắc không? Cho trái quỷ mà tung cánh trên bầu trời cái mà. Cái trái nam đâu mà farm thấy bà nội. Bằng á. Farm gần chết luôn. Không có trái nào tung cánh trên bầu trời đâu. Chủ tịch bay thử cho coi cái coi. Chủ tịch là xài trái bơm bơm thôi. Làm gì bay được? Thấy chủ tịch chỉ xài bơm bơm. Từ sáng của tao giờ tao cài rồi thấy không? 150.000 rồi. Đây. Cấp bút chứ. Đang ngồi cấp 79 được 150.000 mấy ly hả? Ghê hả? Ghê vậy. Đi mua bi xe tô liền. Ê, ờ, nó chuẩn bị mua được bi xe tố rồi. Cài vậy mua trái ác quỷ phân phát cho anh em đi chứ. Ờ đúng rồi, ờ, chưa đủ rồi. Từ lúc 6 giờ sáng tới giờ. Ghê không, 6 giờ sáng. Anh dậy từ lúc 6 giờ sáng không? Mình chơi X2 luôn đi. Mình mua cái X2 không có nhiều tiền hết à. Tiền, chủ tịch không mua được X2 đâu, biết tại sao không? Tại vì là cái hãng game nó không có nhận vàng, mà nhà chủ tịch thì không có tiền, chỉ xài vàng thôi. Nhiều vàng quá. Nhà vàng không mẹ ơi, hồi mày thấy đổi không có được. Hồi qua nghe nói là lấy mấy ngàn vàng mua bạch cầu vàng gì nữa kìa, thấy ghê không? ghê đây người ta đi. Xài vàng không. Ủa rồi. sao cái thuyền chạy kỳ cái thuyền đi chạy kỳ á, chủ tịch ngồi trên thuyền chạy không nổi. Cái thuyền chạy kỳ rồi xài không được luôn đó anh em. Mình xây qua trái thì nó lại qua bên phải, mình xây qua phải qua bên trái ngược lại, chơi ngược lại. Mày biết là cái thuyền này đang chở ai không? Ổng quá trời. Mày biết không? Chủ tịch nó biết không mày? Ừ. Nó mang vàng nặng quá đó, đem cái thuyền riết gì chưa nghe, đổi rồi.
Nghe mang vàng nặng là tao làm tao nhớ tới là gì, mang ăn khế trả vàng, mang túi 3 gang, mà đựng kia mang túi 10 gang đại bàng chơi không nổi, hồi rớt thiền. Ê, rớt bàn. Ê, gì đây, gì đây, gì đây, dương cái trái gì đây, chúng ta đây này, trái gì làm rồi, trái này như là pika pika phải không, nè nè nè, còn trái nào xịn hơn không, cái gì nè, nè đâu nè, đồ cư ác quỷ nhiều dữ mày, ủa sao, nè trái gì đây, trời đất ơi, cái này trái gì, vì sao một đảo mà bam đến 2 trái quỷ là sao? Cái này cái gì ạ? Lỗi rồi. Cái gì vậy? Cái gì ạ? Cái này là trái Mika á, trái của phải. Hàng cái trái của mày là á. Cái trái của mày là trái giống của Marco vậy. Cái còn gì đó nữa? Thôi ăn đi, trái trái của Marco. Ý, sao kỳ vậy? Ủa trái đó giống trái Fujitora vậy? Ê, đổi đi. Ê, cho trái màu tím đi. Trái Uchi á. Cho trái màu tím đi. Ê, làm sao dục ra được mày? Trái quỷ đẹp ta, trái quỷ bật Haki lên được nữa anh em. Ê, làm sao dục cái này ra được mày? Bấm nút nào? Xóa chữ đó. À, đó. Cho trái màu tím đi. Đổi đi. Dí. Dí. Chát lên. Ây. Khoan, không phải. Ủa? Cắt vô. Nào lẩm được rồi. Cắt vô lỏ trét. Rồi kiếm số rồi. Khoan à, cái lụm đó mà lụm. Ai thèm mấy cái đó có nè. Trái kia cho tao trái kia đi. Đâu? Tao đâu biết đâu. Trái tao quỷ gì cái đóng cái lèn. Trời ơi, từ khi mà chủ tịch xuất hiện, trái quỷ cũng xuất hiện nhiều hơn. Một đảo mà xuất hiện 2 trái, 3 trái. Bạn kia lụm đựng trái nữa anh em. Kỳ ghê 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 hay không? Ghê thiệt. Anh rồi. Em thấy chưa? Chủ tịch xuất hiện ở trong server nào là admin ưu ái là cho trái quỷ bam gấp 3 lần ra. Bình thường là bam có 1 trái, bây giờ bam đến 3 trái quỷ trên một đảo. Trái kia đâu rồi, trái màu tím nó rụt da nào quánh tao vậy? Xin đi. Buồn quá. Thôi, ăn tao luôn up đây. Đi anh. Tao up đây, đây. Tao không được ăn trái UC. Hết rồi. Trái này trái gì Tuấn? Ăn đi, ăn đi. Xịn lắm, xịn không bằng trái bơm thôi. Trái đó xịn sò lắm. Không bằng trái bơm thôi. Ô, trái của Marco. À, ghê á. À, chịu không? Mày thử được không? Cùi quá à. Bấm chiêu dữ liệu. Trời ơi, trái một trong những trái ác quỷ vô anh. Trời zone thần thoại đó mày. Thuận Quang là thuộc dạng thần thoại rồi, ý ai nữa nè? Gì ai vậy? Luffy ghi 4 vô. Ôi rồi chết ngắt rồi. Ui gì vậy? Ai vậy? Sao quánh ta? Đừng phá. Trời ơi, hai nhân vật này quýnh lộn riết rồi mày ơi. Bạn bè trong với nhau rồi. Hai người rồi thôi xong rồi. Thôi để hai cái người này. Cái này là Zoro với Sanji rồi. Thôi đi. Kiểu này là Zoro với Sanji rồi. Gặp nhau là quánh à. Đi qua chỗ Raikudai hay không? Sẽ chỉ với mày xem sức mạnh của Raikudai hay nào. Tự nhiên. Cái thiện đây này à. Cái thiện xì cùn quá à. Không. Mày phải nên nhớ là cái thiền nó nặng, nó trao đi không nổi á. Chủ tịch này mà ăn cái kiểu này là chết. Rồi thanh niên kia bị lúng dưới đất. Đem cố vậy rồi kẹt thiền luôn rồi nè. Ui. Rồi. Cái thiền nó đảo quá anh em hư. Khó chạy lắm. Ôi thằng kia nó mặc như pho đi chí heo kìa. Để quyết chiến với nhau đi, hai nhân vật này gặp nhau là chiến à. Ôi, Zoro Sanji rồi, kiểu này là... Ê mày, cái gì, ghi 4 Luffy là bay được luôn hả? Đi. Đi gặp thằng Raikudai chơi. Ê, gì kìa? Gì với con trai kìa? Ê, trái này trái điện, phải không? Gì vậy? Phải không? Ê, tao lượm được trái gì đang hôi lôi nữa nè. Đâu? Là đất ơi, hào quá của chú tịch. Nhiều quá. Trái đó ngon đó chú tịch. Trái đó ngon ăn đâu? Vô. Đâu hả? Ăn vô luôn nha. Ừ. Bạn trái gì? Trái đó nhìn rồi, là đẹp rồi. Rồi đó. Trái bơm phải không? Ủa trái? Không phải bơm đâu. Trở thành chopper. Sao tao muốn cái trái của UC nãy hà? Đâu về thử coi. Về thử coi chủ tịch. Tao ăn trái này luôn. Chết nhát rồi. Đây trái gì đây? Lại. Nè. Lại cho nó bơm tao về đảo ấy rồi. Đó, ui trái này tính ra farm ngon nè, tao sẽ trái nào? Trái điện nè. Điện lực. Mua chiếc thuyền tao đi qua.
Cái đó luôn. Ôi rồi nó giết tao luôn rồi. Trời quái 400. Thì ngon. Tao đang tính thử võ công của Nam Quỳnh Đạo à. Lên nghe coi. Mày. Mày. Thấy gì chưa? Nhưng mà công trời quá. Giả nhíu mình không anh em. Giả bơ hai giả mình sắp chết rồi. Cưng. Nhưng mà trạng thái nó có hồi lâu lắm đúng không? Không, mày mở không. Lên là được liền rồi. Mở lên nằm hoài luôn á. Trời đâu có lỗi vậy. Mày khỏi cần bấm phím E nha Nam, mày chỉ cần chuyển sang vũ khí hay là tay sau đó quay về bình thường thôi. Nãy ra tao nhận nhiệm vụ tao quánh Tashigi thôi coi. Ban đầu tao chơi cái trái này là quánh cùi hơn trái của Marco nhưng mà bây giờ tao nhìn lại thấy nó quánh khá là ngon. Tao chỉ cần đứng từ xa nó quánh và không chỉ có nào quánh hết. Qua bên kia luôn Nam. Qua bên kia được á. Đây. Nó quánh, nói chung là nó quánh boss là boss không có đo chống trả luôn. Thấy đó là mày farm hết tất cả các boss của đảo luôn. Nhưng mà vấn đề là có nhận được nhiệm vụ hay không thôi. Tại vì cái đó biến bự lên nó không đánh mất máu được. Tại avatar nó quá bự đi. Đó, nghe cái trái này không à. Cái trái này đánh boss cũng ngon vậy. Trái gì mà cái gì vậy Tuấn? Này dọc đi đây quá trời vậy Tuấn. Gì trái quỷ đang nùi vậy? Gì vậy? Đâu? Nè ngoài này nè. Ngoài này nè, mày nói vậy chắc tao biết. Ngoài chỗ đảo á, mày chỗ spam á. Chỗ mình chơi trái băng, trái Tori gì quá trời nè. Nghe cái này sao vừa lắc chứ. Ủa mà đâu mà quá trời vậy? Cái này cái gì? Đây này phải UC không? Quá trời vậy thì anh em cũng đã biết từ đâu ra rồi thấy không? Trái tím tím đó là trái gì? Trái tím tím là trái gì Tuấn? Cho tao trái đó. Trái của Fujitora đó. Cho tao trái của Fujitora đi. Chắc vô rồi, đâu rồi? Mày ăn mất. Bấm phím số ông nội, phím số một nội trái quỷ chắc ôm một chùm đó đó. Ăn đi. Rồi để dành. Cái gì nữa? Cái gì nữa nè? Cái gì nữa nè? Tao sẽ để dành. Nè. Gì? Trong sau lưng mày nè. Cái gì đây? Cái luôn kìa. Nè. Thôi thôi. Tao thấy cái trái này có khả năng ăn vào sẽ bị đột tử. Tao sẽ để dành mấy trái quỷ. Nhìn thấy trái quỷ nguy hiểm quá. Thôi trái này trái gì vậy? Cấm đụng vào. Trái của Marco đó. À để dành luôn. Để nè. Nhưng mình thoát ra có mất không mày? Gì? Mình thoát game mày có mất. Mày chết là nó mất. Mày chết là nó mất. Còn mà mày sống thì nó không mất. Vậy là tao giữ luôn. Tao để dành mấy trái này. Tao để dành tao review. Ghê. Review. Để chờ với coi. Gì? Trời. Trái phượng hoàng mà bay đi. Không, trái này trái điện Ino. Trái này bay được không? Ừ. Không, chỉ tele được thôi. Gấp nhiêu rồi, tôi dính gấp nhiêu rồi. Từ rớt rồi. Hư ôi. Nó lắc đến nỗi mà nó nhảy lên mà mình thấy nó bơ, nó đập tay bạch đó anh em. À, đó ta cộng điện rồi. Thiệt. Mày gấp nhiêu rồi? 31. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lết lại phía Bích Ghi để cho chủ tịch Phạm thêm. Chủ tịch 75 rồi phải không? Ừ. 75 biến thành con đó, giả Bích Ghi, giả cái nằm đóng chứ gì. Chỉ có con đó mới được bót lên nha, còn mấy trạng thái kia là bỏ tay á. Quýnh cho rưa ra. Teleport nè, E là teleport. V là 85 điểm, ô vậy là mình mát hết chiêu rồi. Mình sẽ lên thử coi. Tôi, nó teleport nè, chiêu C mình. Rồi nhậm vụ đi. Chiêu V. Ồ. Cái trái này là một trong những trái farm boss cực kỳ ngon anh em à. Theo mình thấy là như ngon, vậy. Ngon. Nè, bất ghi nè. Đâu bất ghi đâu, né ra để tao xử lý bất ghi cho coi nè. Đói ha. Nè. Mày cứ né ra. Cứ né ra để. Né ra để anh mày thể hiện nè. Mày cứ để tao thể hiện cho coi tao quánh thằng bất ghi nè. Nè, mày tao đang quánh đó. Quánh đi. Dạ. Tao đang dòm nè. Dạ. Đó chết rồi chưa? Đó, gơi hồn. Ủa, tao quánh chết mà. Trái này dạ. Quánh, trái này là trái quánh boss ngon lành. Tao đã có cái trái gì lỗi dữ vậy. Né tao ra nha. Né tao ra nha. Cái trái quỷ này lỗi thiệt chứ. Vinh, set bam đi Vinh ơi, nguy hiểm quá. Tao mình dỗ một cái gần chết đi nè. Cái okay, chỗ này nhận nhiệm vụ cấp mấy? Tao đất ơi. Cấp 75. Thôi vậy thôi, tao đi về. Cái quỷ này vô. Dỗ nhân vật 1250 nhiếu. Thôi vậy tao sẽ không có đứng gần đây nữa. Xong rồi. Tao cấp 80. Ô, rớt cái nước. Solo mày đâu mày bật lên solo với Gear 4 kìa, thử coi. Gear 4 đấm phát cho mở thận ra. Gear 4 mạnh lắm ba ơi. Làm gì vậy? Biết thằng con này định bứa gì Bích Ghi vậy? Đó. Ghê. Ồ, chủ tịch.
Thôi dân chủ tịch rồ vip. Bởi vậy tên tên không? Là chủ tịch rồ vip 123 là phải rồi. Anh em thấy không? Chủ tịch rồ vip 123. Lỡ vậy. Sao mà nó đặt tên hay thiệt luôn á. Lại lại có người giả Vinh cái con Nam. Có chết đâu. Hẹn gì Indo gì vậy? Ừ cái gì chỗ này là chỗ gì đây? Tao tắt rồi. Ừ Thái Lan, Indo gì Việt Nam gì. Check in Thái Lan, Philippines, Indonesia, Việt Nam, Nhật Bản. Corona. Sao tao hết bật hết được vậy? Tao là Việt Nam. Thôi khỏi luôn đi. Đến chọn Việt Nam mà thôi chả biết cái đó là cái gì. Lắc quá mà con. Tao đây. Ê. Mình thấy đỡ lắc hơn. Chết rồi anh em ơi, nó bị delay rồi nè. Mình sẽ bấm cái phím delay rồi, không mình sẽ được. Mình sẽ bấm thử cái phím lướt cho anh em xem thấy không? Rồi nó sẽ bao lâu nó lướt nè. Ui. Tao không mở được chiêu lên luôn. Tao giờ hết lắc rồi. Đó, coi chopper thể hiện. Nè coi. Từ ơi. Dragon nó giả tứ bu xu hết, Dragon nó giả tứ bụi luôn. Nè coi hết coi. Để tao thể hiện coi. Mình đánh ảnh không được mà ảnh đánh mình được tức. Cấp trăm chưa Nam? Hả? Cấp trăm chưa? 81 nè. Bất công bằng quá. Cái tái này lỗi kinh luôn đó anh em. Để anh em vô coi nè. Nè. Nam chắc bứa mình chắc 3 cái, 4 cái là mình lên đường. Mình lên trảng bàn ngay. Không chơi nữa. Ghê thiệt. Ây da, gì vậy? Ghiền khoái rồi. Nãy lúc đầu mới ăn trái vô, chủ tịch nói gì anh em? Trái cùi bắp quá. Như nãy tao ăn trái này vô, tao cũng nói cùi bắp cái xong rồi tao mới phát hiện trái này qua farm boss ngon. Phát hiện ra. Tao gửi coi. Xin sò. Nè mình lướt nè anh em. Đó bấm lướt rồi đó. Delay quá. Đó, giờ mới lướt anh em thấy không? Nè, mình bấm cái cọc cho anh em nghe nè. Đó. Đó, giờ mới lướt. Hết 3 giây. Bác sĩ chopper. Quá lắc đi. Nè lại nè thấy không? Ai từ đó quánh nhau đi Tấn ơi. Mày quánh nhau. Chở luôn. Mày quánh nhau hả mày? Chopper mà sợ ai? Chả mà nhật luôn. Bứa. Mấy này dắt mình qua đảo này làm gì thôi, mình đi về anh farm Tashigi thôi. Mình sẽ lấy chiếc thuyền mình về. Ê. Đâu lắc chứ vậy? Đang lắc mà. Không, tụt FPS đó chứ. Về hả? Mày về đi. Gì vậy sao mình... Ý là giờ không cho về không? Không cho về thôi, đi ở lại. Nó trời hút trọng lực rồi. Ê thôi, chết mất trái quỷ, tao đang còn cầm 3 trái quỷ trong người á. Ê, tao bị lỗi rồi Tuấn ơi, tôi xuống lòng đất rồi. Đây mình kiểm tra coi trái này cái lỗi trái của Marco cái lỗi đó chỉ có hai cách để khắc phục trái Yuxi nè reset này trái gì ai á là thoát phòng nhưng mà reset là chắc chắn rồi. Bạn mày trái tím tím mà bốc nước này là cái gì mày? Trái tím tím mà chảy nước nè. Đâu trái tao mới làm rớt á nè, trái này chảy nước nè. Tao mới làm rớt á, ai biết cái trái đó hình như là cái trái hi ơi mà mấy bạn bật haki sau đó giục ra đó, nó mới bị vậy á. Cái quỷ ngộ chứ. Thằng này phá rồi, quánh mày rồi mày. Chết đó nha. Để trâu vừa phải thôi. Rồi còn trái này trái của Fujitora chứ gì. Còn chính là 3 máu anh em, giả, 2 giả, 3 giả. Ui, trái này lỗi quá. Nâng bao nhiêu level rồi Nam? Nói điểm, cho anh em học hỏi. Cái điểm level, điểm mấy á hả? Cái điểm level á. Bây giờ để dành đi. 264. 264. Vậy là nó nâng lên tầm 500 level hay 1000 level là nó giả một chắc mình nghĩ là mình quy tông quá. Vậy nâng máu làm gì nữa anh em? Cái này fan này ở đây là vô dụng. Vô dụng với trái chopper đó được không? Trái này đáng lý ra đó là muốn đúng á, nó sẽ có thời gian. Khi biến lên tầm 5 giây hay là 3 giây gì đó sử dụng được một chiêu, hai chiêu gì đó. Còn cái này biến lên nó chậm chạy phà. Ủa sao tao thấy trên cái nóc nhà có cái gì nè Tuấn? Đâu? Gì? Trắng nè. Trắng hả? Màu vàng, y như là cái gì mới vừa nổ trên đây nè. Gì giờ sao lắc dữ vậy ta, game này sao lắc dữ vậy? Chắc bị lắc giờ lỗi rồi. Phải, năm. Game này giảm còn có 3 mấy FPS nè. Nam, chơi full Nam biến anh khổng lồ, phá hoại mùa màng, riết lắc luôn rồi. Né ra đi, mày đi lại gần, tao giả trúng mày rồi mày đỡ hồi nữa. Trời con, đỡ hồi, nhanh.
Nay ta đủ lông đủ cánh này chuẩn bị tập hai rồi đó. Mày đỡ hờ, mày đỡ hờ tao giết mày nữa không? Này là đỡ giết luôn rồi thấy chưa? Đợi này ghê không? Ủa nay ghê gớm rồi ta. Chủ tịch nay là thứ dữ đó. Ta ăn được trái chua anh của shipper vô cái ta làm hư quá à nha. Đời bữa mày luôn anh em thấy chưa? Chủ tịch là ghê gớm. Cắm vô đó, cắm vào đồ té thôi chứ gì đâu, pha sơ sức nhỏ té. Người ta thích thì té đó thì sao nào? Tao thích té thì sao nào? Đã sơ sức nhỏ. Rồi, được rồi. Chả xúc đúng rồi, hay lắm. Ây. Này thì chắc là mình sẽ có một video riêng về cái trái ác quỷ này anh em à. Mình thấy cái trái trái của Ino này nó hay, nó hay cực kỳ luôn. Mình không biết mấy trái ác quỷ kia sao nhưng mà đang tại mình lần đầu tiên chơi cái game này thấy cái trái ác quỷ này hay. Đánh boss thì nó nhanh mà boss thì nó spam ra liên tục. Đó thì thành ra chả ai làm vụ quánh quái nữa. Mà nếu mà mình thấy cái game này để mà hút máu hơn nữa thì chúng ta phải cho con boss ra lâu hơn. Quá. Đó kìa, kia ra gì kìa, chết kìa. Có gì nữa đây? Cái mình chết kìa. Tao bấm gì rồi? Tao bấm lộn gì rồi? Chết gì ạ? Việt Nam hả? Khoan mày, mấy cái này nhiều khi là nguy hiểm nha. Nhiều khi là những cái phần mềm hack nó trà trộn vào đây trong game này. Cái nó hiện lên bảng này mình bấm vô cái mất ạc. Xong chúng ta ghê nên tắt. Ghê quá. Chúng ta nên tắt. Dễ dàng vậy hả? Chúng ta nên tắt phải phải dịch cái từ tiếng Anh đó ra. Nó để mà là để vậy thôi, biết đâu. Trong đây ba người đều không biết dịch ra anh em. Biết đâu là một phần mềm mã độc nào đó. Tao tắt rồi. Tao thấy nó nguy hiểm nên tao tắt rồi. Thấy nguy hiểm à, quá. Là biết dịch mà sợ nguy hiểm quá không? Thì nó là phần mềm phần mềm hack nên là tao tắt rồi, tao sợ nguy hiểm quá. Mình đụng vô mất ẹt nên bởi vì đừng có nên nhìn mấy cái đó nguy hiểm lắm. Thôi nha anh em, mình nghĩ là video ngày hôm nay mình kết thúc tại đây được rồi anh em, cũng khá là dài rồi em. Khá dài rồi. Chân thành cảm ơn anh em và bạn đã bỏ bớt thời gian ra theo dõi video của mình trong ngày hôm nay em. Còn riêng về cái đống ác quỷ mà hào quang của chủ tịch chói ló đó thì mình nghĩ là anh em cũng biết nguồn gốc của nó sẽ xuất xứ từ đâu rồi em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bạn trong những video lần sau sắp tới nha, bye bye anh em. Bye. Bye.